Ngày 28 tháng 6, Hội đồng nhân dân thị trấn Trợ Chu đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thị trấn Trợ Chu đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử thị trấn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn đã diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm và đúng luật. Tổng số cử tri đi bầu tại 8 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,98% sau khi trao giấy xác nhận tư cách cho 23 ông bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Trợ Chu khóa mới, kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của thị trấn Trợ Chu như Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị trấn. Theo đó, ông Hoàng Văn Thuận tái cử được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trợ Chu. Ông Dương Mạnh Hùng tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trợ Chu nhiệm kỳ 2021-2026.